Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Lời Tự Sự. Thưa quý vị, mỗi khi bước vào chương trình Lời Tự Sự thì Phí Linh lại chuẩn bị cho mình một cái tâm thế đầy háo hức, rất là mong ngóng được chia sẻ, được trò chuyện cùng với nhân vật khách mời tham dự chương trình, bởi vì Linh biết là mỗi người đến đây đều mang trong mình rất là nhiều những lời tự sự muốn chia sẻ với quý vị khán giả. Nhân vật ngày hôm nay không chỉ mang trong mình lời tự sự của bản thân mình, mà có lẽ là giọng hát của cô cũng luôn luôn đầy chất tự sự, giọng hát da diết, giàu tình cảm. Minh Chuyên xin giới thiệu cùng quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả của Lời Tự Sự. Xin chào Phí Linh. Hôm nay tôi cũng rất háo hức khi được biết rằng mình sẽ được ngồi đây trò chuyện với Phí Linh, cũng như chia sẻ cái tâm tư của mình với tất cả quý vị khán giả. Và chị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với 5 câu hỏi nhanh mở đầu chương trình. Câu hỏi đầu tiên ạ, chọn 3 tính từ để nói về cá tính của mình thì Minh Chuyên sẽ chọn từ nào? Mọi người hay nói là Chuyên siêng năng, Chuyên nhận. Siêng năng. Mọi người cũng nói rằng Chuyên hài hước. Hài hước. Và bản thân Minh Chuyên thấy là mình là người cầu thị. Câu hỏi thứ hai ạ, mốc thời gian nào có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của Minh Chuyên? Với Minh Chuyên thì cái mốc thời gian thì không phải là một mà là rất nhiều. Khi mà bắt đầu đạt giải, cái giải cao nhất của tiếng hát truyền hình Hà Nam, lúc ấy Minh Chuyên mới có 14, 15 tuổi thôi. Đấy là cái mốc mà Minh Chuyên nhớ nhất. Minh Chuyên cho rằng mình sinh ra để hát, để làm nghệ thuật. Tiếp theo là khi đoạt giải Sao Mai Điểm Hẹn, quán quân của Sao Mai Điểm Hẹn. Và nữa là khi biết tin mình có em bé, sinh em bé, một quá trình đấy. Và nữa là khi mình được cầu hôn. Rất nhiều những dấu mốc quan trọng. Đến từ đấy đến hiện tại bây giờ, đấy là những cái mốc mà Minh Chuyên cảm thấy là rất là đáng nhớ. Có một câu này sẽ liên quan đến cố nhạc sĩ Phú Quang. Là những ca khúc nào của nhạc sĩ Phú Quang mà Minh Chuyên thấy mình trong đó nhiều nhất? Thấy mình trong đó nhiều nhất thì bài nào Minh Chuyên cũng cảm thấy như viết cho mình vậy. Bởi vì âm nhạc của Phú Quang ấy là người phụ nữ nghe thì luôn luôn nói rằng đây là viết cho bản thân mình. Họ hóa thân vào bài hát đó. Còn người đàn ông khi nghe âm nhạc Phú Quang thì muốn ôm người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ của mình. Nhưng mà cái bài hát mà Minh Chuyên, nếu để phải chọn ra thích nhất, mặc dù bài hát này là lời tự sự của người đàn ông, nhưng mà Minh Chuyên lại cảm thấy như là mình thấy cái hình bóng của một người phụ nữ ở trong đó. Khúc Mùa Thu, phổ theo lời thơ của Hồng Thanh Khoang. Và cũng là cái bài hát mà chị mới cho ra mắt gần đây, khi mà chúng ta phải tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhiều hơn về nàng thơ trong âm nhạc của Phú Quang và những cảm xúc của Minh Chuyên khi thể hiện những ca khúc được sáng tác bởi cố nhạc sĩ tài hoa này trong chương trình Lời Tự Sự. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi nhanh nhé. Mối bận tâm lớn nhất của Minh Chuyên trong thời điểm hiện tại? Chắc chắn là con cái và hạnh phúc gia đình rồi. Một câu nữa, bên lề thôi nhưng mà cũng vui vui. Minh Chuyên yêu quý chó mèo như thế nào? Đã có những quãng thời gian phải 4-5 năm mình không có quen một người bạn trai nào hết. Và mình chỉ có chăm chó mèo thôi. Bây giờ thì Linh muốn cùng Minh Chuyên đi điểm lại một cái mốc thời gian mà Minh Chuyên đã nhắc đến khi mà trả lời 5 câu hỏi nhanh. Đó là năm 15 tuổi khi mà đạt giải Giọng Hát Hay Hà Nam. Bây giờ mặc dù là cuộc sống của mình đã rất là đủ đầy rồi, đã rất là hạnh phúc rồi, nhưng mà nếu như để nhớ lại về một cái hình ảnh của Minh Chuyên, những cái năm tháng mà mười mấy tuổi sống xa nhà, tự lo cơm áo gạo tiền và đang tìm kiếm cái con đường cho cái niềm đam mê của mình lúc đấy, bây giờ chị nghĩ lại thì cái hình ảnh nào nó còn đọng lại trong chị? Quãng thời gian đấy thực ra là bố mẹ không có ủng hộ, cho nên là rất khó khăn với mình. Mà mình quyết tâm rằng mình sẽ theo đuổi con đường này. Mình biết là cái ngọn lửa trong mình nó cháy bỏng đến mức nào. Ăn cũng hát, ngủ hát, đi bộ hát, chạy hát. Lúc nào trong đầu mình chỉ có hát thôi. Nấu ăn cũng hát. Mình biết là mình dành cho nghệ thuật. Thì những năm đó bố mẹ cũng không chu cấp đâu. Nói rằng nếu như quyết định theo con đường này thì phải tự lo. Mà mình thì cũng ít mối quan hệ, chân ướt chân ráo đi ra Hà Nội nữa. Ngày đầu tiên lên Hà Nội, rồi là tạo dựng các mối quan hệ từ những người mà quen biết trước đây nữa. Mình cũng đã phải nhờ các anh chị xin cho đi hát. Trước đó khi ở Hà Nam thì mình cũng đã từng đạp xe mười mấy km để
để đi hát ở các nhà văn hóa ấy. Cho nên là cái và niềm đam mê bố của mẹ, mình đúng không? Trốn và sau đó bị đánh đòn rất là kinh khủng, bởi vì trốn và bỏ học, bị lôi sành sạch về luôn sau khi hát xong. Nhớ lại quãng thời gian đấy phải nói là mình rất là nghị lực và chăm chỉ cố gắng nữa. Và mãi cho đến khi mà mình thi xong hai điểm hẹn thì bố mẹ phải ủng hộ. Vì lúc đấy ở cái thời điểm đấy mà được đoạt danh hiệu quán quân của một cuộc thi âm nhạc, và lúc đấy đang đình đám không phải chuyện dễ. Bố mẹ thấy là con không chỉ là niềm đam mê mà là nước mắt rất là nhiều nữa. Và đấy cũng là một cái dấu mốc, gọi là một cái thành tựu đầu tiên trong cái con đường âm nhạc. Thấy thương và bắt đầu ủng hộ con. Vâng. Và sau này thì quý vị biết không, là mỗi đêm nhạc mà Minh Chuyên tổ chức thì lúc nào cũng mời bố mẹ đi, và bố mẹ luôn luôn có mặt và luôn luôn nói là bố mẹ ủng hộ con, là bởi vì là đã trải qua những cái ngày tháng gọi là hoài nghi về cái con đường tương lai của con, vì lo lắng cho lo con. Lo lắng rằng con sẽ vất vả, cái nghề này rất là bạc. Mặc dù bố mẹ, Minh Chuyên, anh chị em hát rất là hay nhưng không ai theo chuyên nghiệp cả. Nhưng mà sợ rằng con đường này nó bạc quá. Và nữa là chỉ muốn là làm giáo viên hay là bộ đội gì đó thôi, lành lành thôi. Vâng, thế mà mình lại đi theo con đường âm nhạc. Không có gì ngăn cản nổi luôn. Vâng. Dù có đòn roi, dù khó khăn, Minh Chuyên vẫn cố gắng. Đến tận bây giờ, ngọn lửa vẫn như vậy. Vâng. Và 2010 đến bây giờ 2022, nhưng mà chúng ta nói chuyện về nó là nó đã 12 năm rồi. 12 năm giống như là mình chớp mắt một cái. Nhanh thật đấy. Và chị có nghĩ là có những cái quãng thời gian mà sự nghiệp của mình nó lên xuống như thế này, bây giờ nhìn lại những cái thăng trầm đấy, chị thấy thế nào? Minh Chuyên không hối hận, không bao giờ hối hận cả. Bởi vì tất cả mọi thứ đến với mình đều là nhân duyên. Có những quãng thời gian cũng rất là khó khăn, mình vẫn rất đấu tranh tư tưởng, bởi vì không phải cái gì cũng thuận lợi như mình mong muốn đâu. Minh Chuyên đã dừng lại một quãng thời gian để mà suy nghĩ rằng mình còn có đủ duyên với nghề hay không. Nhưng mà vẫn cuối cùng vẫn đi trên ông cái tổ nhà này. Nghề vẫn yêu ái mình, yêu đãi mình, và mình thấy mình vẫn cứ nồng nàn như vậy. Vâng. Không thể bỏ được. Khi mà âm nhạc của Minh Chuyên tưởng chừng như là dừng lại thì báo chí đã viết rất là nhiều, và có một người nhạc sĩ vô cùng tài hoa ở thời điểm đó đã may mắn thế nào, có một cái duyên như thế nào đã nghe được giọng hát của Minh Chuyên và đã đệm đàn cho cô để cô cất lên cái tiếng lòng của mình, và từ đó thì ông gọi cô là nàng thơ trong âm nhạc. Chỉ thật tiếc là cái quãng thời gian hợp tác của cả hai chưa đủ dài. Nhưng mà nói như thế nhưng cũng không có nghĩa là không có những cái dấu son rất là đẹp mà có lẽ Minh Chuyên ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị khán giả thật là nhiều. Linh muốn hỏi cái thời điểm đầu tiên khi mà cố nhạc sĩ Phú Quang tiếp xúc với âm nhạc của Minh Chuyên là thời điểm nào? Minh Chuyên được may mắn tiếp xúc với âm nhạc của chú, cũng như là làm việc với cả chú, là của anh Tấn Minh. Anh Tấn Minh là người kết nối, và sau đó là bẵng đi một quãng thời gian rất là dài, nhiều năm sau, Minh Chuyên vẫn cứ mải mê hoạt động với cái dòng nhạc khác, không phải là dòng nhạc Phú Quang. Nhưng bên cạnh đấy là Minh Chuyên vẫn thỉnh thoảng có show, vẫn hát âm nhạc của chú, nhưng không nghĩ rằng mình sẽ có cái duyên gặp chú nữa. Và sau đó khi mà hội ngộ chú tại cái quán nghệ sĩ của ca sĩ Sao Mai, thì chú yêu cầu là cháu có thể hát cho chú nghe được không? Thì mình có hát hai bài của chú. Sau đó là chú thích quá, thế là chú lên chú đệm đàn là bài khúc Mùa Thu. Vâng. Chú bảo là bây giờ tôi đệm cho cháu bài này, cháu hát để chú nghe xem thế nào. Thế khi mà hát xong thì sau chú xuống nói chú thích quá. Và sau đó là mọi người cứ đặt cho Minh Chuyên rằng nàng thơ mới của chú Phú Quang. Vâng. Đấy là thực sự Minh Chuyên cảm thấy là may mắn và nhân duyên đến với mình. Khi mà chị gặp nhạc sĩ Phú Quang thì lúc đấy cái nguồn năng lượng mà chị cảm nhận được là gì ở người nhạc sĩ đó? Cái quãng thời gian trước đó là mình thực sự là mọi người cứ nói mình bỏ bê công việc đó, mình ở ẩn ấy. Cái ngọn lửa trong mình thực sự là nó không bùng lên.
Nhưng đến khi gặp chú Quang rồi, chú như một người mà đã châm lại ngọn lửa đấy vậy. Và mình khát khao được hát, đam mê được hát. Chú nói bất kể những gì chú truyền đạt, mình đều nuốt từng từ một luôn để hoàn thiện mình. Ví dụ như là chú nói như thế nào? Tôi nhớ lại. Đầu tiên là những cái lời khen của chú dành cho mình đã. Rằng cháu phải thế này, cháu sẽ làm được. Và giọng Minh Chuyên sinh ra để hát những cái dòng nhạc như thế này. Đấy, và cháu làm rất là tốt. Để chú khích lệ tinh thần mình. Lời động viên. Khích lệ tinh thần mình và những cái chỗ mà mình làm chưa tới chẳng hạn thì chú sửa cho mình và mình làm được luôn và mình cảm thấy đúng thật. Chú nói đúng, mình sinh ra là để hát. Và âm nhạc Phú Quang thực sự là mình gắn bó từ cái ngày đó luôn. Hai người đã chia sẻ với nhau những cái kỷ niệm như thế nào trong âm nhạc? Khi được gặp chú và được đi cà phê với chú chẳng hạn, không chỉ riêng Minh Chuyên đâu, còn một số anh chị em nghệ sĩ nữa, ai cũng vậy thôi, không phải, cảm thấy rất là trân quý từng phút giây. Những gì chú chia sẻ, và chú không chỉ chia sẻ trong công việc đâu, trong cuộc sống nữa, mình cảm thấy rất là kính trọng chú. Mà những gì chú khuyên bảo gần như là mình đều làm theo vậy. Chú Phú Quang là một người rất là cầu toàn trong âm nhạc và khó tính. Ví dụ như rằng nếu như mà cái câu hát này cháu không thực hiện được thì cháu truyền bài. Nói vậy luôn. Tôi không đồng ý âm nhạc của tôi hát như thế này. Chú có những show chú rất là yếu rồi nhưng chú vẫn đến xem tổng duyệt từ đầu đến cuối luôn. Ban nhạc đánh sai hay không đúng chỗ này, chỗ này nên thế này, ca sĩ hát thế này thế kia, chú đều ở lại từ đầu đến cuối luôn để mà chỉnh cho ca sĩ để có một tiết mục hoàn hảo nhất mang đến cho khán giả. Cái sự cầu toàn chỉn chu của nhạc sĩ Phú Quang đặt để vào trong từng ca khúc, cụ thể với Minh Chuyên không phải từng ca khúc đâu mà từng từ luôn. À, nhưng mà ca khúc nào mà Minh Chuyên đề nghị thì chú cũng đồng ý là để Minh Chuyên hát. Chắc chắn là chú cảm thấy Minh Chuyên làm được, và khi mà chú nói rằng Minh Chuyên hát thử đi, chú cảm thấy là Minh Chuyên làm tốt thì chú mới cho hát chứ. Bởi vì thực ra là chú rất là khó tính như Linh nói đấy. Vì Linh cũng muốn hỏi cụ thể hơn là cái sự khó tính nó thể hiện như thế nào. Nhạc sĩ Phú Quang được biết đến là một nhạc sĩ rất là cầu toàn cho âm nhạc và cực kỳ khó tính trong từng câu, từng chữ, chứ không phải là từng bài hát nữa. Ví dụ như trước đây Minh Chuyên thể hiện bài khúc Mùa Thu nhá. Minh Chuyên hát theo cái cách này này. Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa. Uốn lượn như vậy là chú vừa dừng lại ngay. Bài của chú là phải vẫn biết ta giờ không trẻ nữa. Sao thương ai ở mãi cùng hằng. Đôi khi cái từ mãi nó không được phát âm thành từ mãi mà phải hát thành từ mái. Đấy là âm nhạc Phú Quang. Rồi là những cái đoạn điệp khúc nữa. Thực ra trải qua rất nhiều thăng trầm nữa. Đau khổ có, buồn vui có, trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Cái cách hát của Minh Chuyên nó cũng khác. Ngày xưa hát điệp khúc đơn giản như là tôi đã yêu như chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em. Nó đơn giản, nó tưng tưng như thế. Nhưng bây giờ thăng trầm nhiều, chai sạn cũng nhiều, nỗi buồn cũng nhiều rồi thì mình lại hát cái câu đấy theo cái kiểu khác, rằng xé hơn. Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em. Linh có thấy khác không? Khác quá nhiều. Và cái cách hát lần thứ hai này mới là Minh Chuyên. Thực ra là mình liều đấy. Mình liều trong nhiều show diễn với chú. À, tức là cái đấy là không phải là cái mà chú chỉ dạy cho chị. Không hề. Mà chị tự làm theo kiểu của mình chị. Mình tự bởi vì khi mà chú đệm đà ấy, những cái buổi tổng duyệt và buổi tập ấy là chú bảo hát thế này. Nhưng mà mình liều. Thế là học sinh này cũng không ngoan lắm nhỉ. Mình hát theo cách của mình nhưng mà khi hát xong thì chú rất ủng hộ. Chú hôm nay làm này hay đấy. Nhưng mà có được không chú la cháu bảo không hề, cháu làm rất tốt, chú không nghĩ rằng cháu hát được kiểu như thế đâu. Và khi mà người nhạc sĩ của Hà Nội, người con của Hà Nội vừa mới phải rời xa Hà Nội, rời xa khán giả thân yêu, rời xa rất là nhiều những cái ca khúc kỷ niệm, thì nữ ca sĩ Minh Chuyên đã có một cái bài hát
rất là cảm xúc, mà chị cũng đã nhắc đến ngay từ đầu chương trình. Bây giờ thì Phí Linh mới hiểu là vì sao mà cái giây phút đó chị lại dùng cái bài hát này, Khúc Mùa Thu. Thực hiện ngay trong trong đêm đấy. Vâng. Khi mà biết tin là chú rời cõi tạm. Vâng. Và cái cảm xúc của chị khi mà hát lại cái ca khúc này chắc chắn là nó rất là khác biệt so với những lần mà chị đã từng hát. Chắc chắn luôn. Những lần trước là chú đệm đàn cho mình hát. Cái cảm xúc lúc ấy nó còn mới quá. Ngay khi mà biết tin chú rời cõi tạm ấy. Và mình quá xúc động, mình nghĩ rằng bây giờ làm sao mà thu âm được, làm sao mà hát mà quay được. Nhưng mình vẫn cố gắng làm tốt nhất để như một cái lời tạm biệt, một nén nhang gửi đến chú. MV nó rất là đơn giản thôi nhưng mà chứa đựng tất cả những tình cảm nhất. Và Khúc Mùa Thu theo cách hiểu của Minh Chuyên. Cùng với cái sự phát triển của âm nhạc ấy, thì cũng có những thời điểm mà Linh cũng băn khoăn tự hỏi là không biết là ở cái thời điểm này của âm nhạc thì Minh Chuyên sẽ phải làm sao đây, khi mà âm nhạc nó không chỉ là cái vocal, cái giọng ca của người ca sĩ, không phải chỉ là cái sự khắc khoải, cái lửa đó, mà đôi khi nó chỉ cần rất là nhẹ nhàng thôi. Bên cạnh đó thì nó có một cái sức mạnh của cái sự phối khí, của những cái màu sắc âm nhạc rất là như những cái món trang sức này. Đúng rồi, giống như là cái thứ đồ trang sức rất là lộng lẫy lên trên cái nền là cái giọng hát. Cho nên là có bao giờ chị nghĩ là chị sẽ thay đổi không? Ở cái thời điểm mà ôi mình băn khoăn quá, mình không biết là nên đi cái con đường nào, mà âm nhạc bây giờ thì nó lại như thế, phải như thế mới nhiều người nghe. Minh Chuyên không ngại đổi mới, có thể là đổi mới về cách phối khí, nhưng nó vẫn phải là phù hợp với giọng hát của mình và với khán giả yêu âm nhạc của mình nữa. Minh Chuyên cũng không phải là người chạy theo xu hướng, xu thế nhiều. Mình cũng giữ những cái lập trường của mình nữa. Nếu như mà để mà chạy theo xu hướng thì cách đây nhiều năm Minh Chuyên đã thay đổi rồi. Mọi người bảo Minh Chuyên, thực ra là các chất nhạc khác Minh Chuyên cũng làm tương đối tốt. Đấy là mình cảm thấy và mọi người cũng nói thế. Để có cơ sở mình chia sẻ với Linh như vậy, mọi người bảo sao không nam tiến đi, hát nhạc trẻ rất là hay, mà tại sao không nam tiến rồi ra những album mang tính chất thế này thì khác đi. Nhưng mà đến tận bây giờ đấy, Linh thấy đấy, mình vẫn giữ cái sự đằm thắm đấy trong âm nhạc. Và đôi khi chị có cảm thấy là hơi thiệt thòi, hơi muộn màng không, khi mà mãi sau này nhạc sĩ Phú Quang mới tìm ra giọng hát của chị, không phải là một cái thời điểm trước đó, hay là không phải là một ai khác. Thực ra thì tất cả đều là nhân duyên, đúng người đúng thời điểm. Dù ngắn hay dài, mình đã có những sự thành công nhất định và có những cái lượng khán giả nhất định, cái sự yêu thương ít nhiều dành cho mình trong quãng thời gian qua, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải là vỗ ngực tự hào rằng tôi là nàng thơ mới, tôi sẽ đứng trên đỉnh cao, tôi sẽ làm thế này thế khác. Những cái gì Minh Chuyên nhận được, Minh Chuyên cảm thấy hài lòng. Và sau khi mà đã có rất là nhiều kỷ niệm rất là quý giá trong đời, như là một cái hành trang để mình lúc nào cũng soi vào đó, để mình lấy động lực cho cái quãng thời gian hoạt động nghệ thuật tiếp theo, thì chị nghĩ là chị sẽ đóng lại những trang kỷ niệm với cố nhạc sĩ tài hoa Phú Quang, với Khúc Mùa Thu, hay là sẽ tiếp tục thể hiện những ca khúc của ông? Âm nhạc Phú Quang mãi mãi sống trong trái tim của mình. Tình cảm mình dành cho chú vẫn vậy. Đến tận bây giờ thôi, khi mà xem những hình ảnh của chú, thông tin của chú trên báo đài thôi mà mình vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt. Mình vốn là người sống tình cảm, đặc biệt là những người yêu nhạc Phú Quang và khán giả Hà Nội nữa. Mình sẽ tiếp tục duy trì cái tình yêu của mình dành cho âm nhạc của chú. Bởi vì sao? Những tác phẩm của Phú Quang để đời lại nó thực sự là đáng để mọi người trân trọng, lưu truyền. Và với riêng bản thân Minh Chuyên thì cùng với cái tình yêu âm nhạc của chú thì không hà cớ gì mình đóng lại những điều đấy cả. Linh cũng rất là mong được là nghe nhiều hơn những ca khúc của Phú Quang được Minh Chuyên thể hiện, và cũng mong nhìn thấy Minh Chuyên ở những sắc màu âm nhạc khác nữa.
từ thời điểm này có lẽ là mình phải xác định cho mình một cái con đường gắn bó với âm nhạc, một cái con đường mà trên đó thì mình sẽ đi hết mình một lần nữa với âm nhạc. Chị có sẵn sàng cho cái điều đó không? Mình luôn luôn sẵn sàng để đổi mới, nhưng mà vẫn phải mang một cái màu sắc riêng của Minh Chuyên. Quay trở lại với cái cuộc sống của Minh Chuyên, trong năm câu hỏi đầu tiên thì quý vị khán giả đã thấy Minh Chuyên hé lộ một phần cái cuộc sống có thể nói là đang rất là bình yên của mình. Đến khi con 7 tháng thì hai vợ chồng mới ra đăng ký kết hôn rồi chị. Đúng rồi. Lúc đấy là đưa cháu vào trong Nha Trang cho nên là ra phường để đăng ký kết hôn để lấy giấy tờ cháu bay. Chứ còn đối với Minh Chuyên và anh ấy thì cái đám cưới và cái giấy tờ đăng ký kết hôn nó không phải là quan trọng nhé. Quan trọng là trái tim của mình ràng buộc và yêu thương nhau. Đấy cũng là lý do vì sao mà phải đến khi con 7 tháng thì mới làm đăng ký kết hôn. Đến bây giờ anh cứ em ơi cưới đi, mình chưa cho cưới. À thế ạ? Mình bảo là để em sinh thêm bé nữa rồi em lấy lại vóc dáng đã. Mình đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là một đám cưới nữa thôi. Vì sao lại không làm đám cưới? Khi mà mình có một cái đám cưới chính thức diễn ra thì ít nhiều danh chính ngôn thuận nó sẽ khiến cho mình, nhất là mình là người nghệ sĩ, là sẽ gọi là miễn nhiễm với những lời đàm tiếu. Không, bản thân Minh Chuyên thì không ngại những điều đó. Cũng đã nói chuyện với bố mẹ, với Minh Chuyên từ trước đến nay rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Và như Minh Chuyên vừa nói với Phí Linh đó, cái tờ đăng ký kết hôn và cái đám cưới nó sớm diễn ra ấy, nó cũng không phải là cái sợi dây ràng buộc để níu giữ nhau. Không phải là tất cả. Tất cả thời gian mình dành hết cho con và chồng, không quan tâm nhiều lắm đến những cái gì nó tiêu cực. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà mình được hoàn toàn hạnh phúc với cái lựa chọn của mình, đúng không ạ? Thực ra trong cuộc sống thì có những buồn vui cũng nho nhỏ, những nỗi buồn nho nhỏ, nhưng mà không thể tránh khỏi những cái đấy, những cái tranh luận đấy, để mình hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn thôi. Ông xã mải kiếm tiền không có quan tâm đến vợ con, có bao giờ có chuyện đấy không? Thực ra đàn ông đặt sự nghiệp trên hết thì sẽ có hạnh phúc. Vâng. Còn phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu thì sẽ rất ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Minh Chuyên lui về hậu phương. Nhất là khi con Minh Chuyên còn rất là bé. Và Minh Chuyên không hề hối hận một chút nào cả. Hai anh chị có thời gian tìm hiểu lâu không trước khi mà đi đến quyết định là sẽ xây dựng tổ ấm cùng với nhau? Thực ra mình không quan trọng rằng thời gian ngắn hay dài đâu. Cũng con cái là trời cho. Trong cái quá trình yêu nhau cũng không tránh khỏi những cái giận hờn vu vơ, rồi có những cuộc cãi vã. Nhưng tất cả những điều đấy đều gia vị cho tình yêu. Và khi có con rồi thực ra bất ngờ lắm, bởi vì mình đang tự do như vậy. Trời ơi, khi phát hiện mình có con, mình hạnh phúc vì mình rất là yêu trẻ con. Nhưng mình cũng rất là bất ngờ. Bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, mình đang trẻ trung mà lũ ấy cũng nhiều tuổi rồi. Mình đang chơi thoải mái như vậy, bây giờ lấy chồng thì sao đây? Trời, lúc đấy, rất là mâu thuẫn nhá. Lúc đấy cũng nhiều tuổi rồi, mà bây giờ mình đang trẻ trung. Không, nghĩa đây? Là mình đã nhiều tuổi nhưng cái tâm hồn mình và suy nghĩ mình lúc nào nghĩ rằng mình vẫn rất là còn trẻ và chưa nghĩ là lấy chồng có con sớm như vậy. Nhưng mà hạnh phúc. Ngày xưa thì lúc mà mình thất tình hay là mình buồn vì tình yêu là chỉ có mấy con chó, con mèo nó chứng kiến thôi. Bây giờ là cuộc sống đã sang trang rồi. Gia đình đã thay đổi Minh Chuyên như thế nào? Có con là thay đổi cực kỳ luôn. Linh hiểu cảm giác đấy nhá. Từ một người là thích la cà quán xá, cà phê một mình thôi. Đấy, thích những khoảng lặng mà. Khi có con vào thì mình không dành được nhiều thời gian cho mình nữa. Không chỉ riêng Minh Chuyên, bà mẹ bỉm sữa nào cũng vậy. Nhưng mà nếu như mình cứ quá chăm chú vào việc con cái thì mà bỏ bê chồng thì cũng rất là dở. Nên mình chọn cách là khất bạn bè những cuộc gọi là cà phê, những cuộc mà gọi là hẹn hò bù khú đấy. Và mọi người, cũng nhiều người giận Minh Chuyên lắm đó, vì không có hẹn được Minh Chuyên. Nhưng mà bởi vì trước đây mình lại là con người của bạn bè, không thể sống thiếu bạn bè. Có thể là một vài bạn thân thôi, nhưng ngày nào cũng phải gặp nhau. Và giữ những thói quen cà phê sáng hay là la cà quán xá vỉa hè. Hay là đấy. Ăn kem buổi tối. Ăn kem vào 3 giờ sáng. Bây giờ quá lâu rồi không có cái cảm giác đấy nữa. Nhưng khi con lớn thì có thể là mình cũng sẽ dành nhiều thời gian cho mình hơn. Vậy ông xã của mình cũng rất là thoáng.
thì giữa cái quãng thời gian mà mình đang cân đo, đong đếm gia vị, nêm nếm mọi thứ cho vừa vặn như thế thì âm nhạc nó sẽ ở một góc như thế nào nhỉ? Minh Chuyên mở nhạc ạ? Mở nhạc để nghe, để nấu ăn. Có những cái phút rảnh thì Minh Chuyên vẫn, có cả khi con đi ngủ ạ, Minh Chuyên vẫn sang một cái phòng riêng và hát cho mình nghe. Không thể để nó nguội được, mình phải luôn luôn hâm nóng như chuyện tình cảm. Cũng vậy. Nhiều việc quá, bận rộn quá. Khi mà mình tự hát cho mình nghe mà mình vẫn còn khóc được bởi tiếng hát của mình ấy, là mình cảm thấy là mình ổn, mình xúc cảm mình vẫn còn tràn đầy. Và chắc chắn mình vẫn sẽ làm tốt nếu như có cơ hội mà quay trở lại với công việc. Có những giây phút như thế à chị? Có chứ. Minh Chuyên một mình nấu ăn ở trên bếp này. Minh Chuyên đứng ở nhìn ra mưa thôi. Sau Minh Chuyên tự hát cho mình nghe và Minh Chuyên cũng chảy nước mắt được. Với cảm thấy là mình đúng là con người của nghệ thuật, của âm nhạc. Nghe ra thì có vẻ như là đây là cái thời điểm mà viên mãn nhất của Minh Chuyên từ trước đến giờ. Nếu như mà cứ nói là mình đang hạnh phúc thì sợ là hạnh phúc nó bay đi mất, mọi người vẫn cứ nói như vậy. Không ai nói hay được, không ai nói trước được ngày mai. Hiện tại mình làm tốt thì tương lai sẽ tốt hơn. Vâng, nhưng mà mình chỉ biết là ở cái thời điểm hiện tại nó đang là rất là tốt đẹp và mình trân trọng cái hiện tại này. Thì Linh cũng rất là trân trọng cái hiện tại mà Minh Chuyên đang được đón nhận giống như là một món quà vậy. Sau rất là nhiều những cái nỗ lực, rất nhiều những cái khó khăn trên cái con đường trông chênh của nghệ thuật. Đa số thì trước sau gì người phụ nữ cũng phải lui về hậu phương. Vâng. Nhiều người, nhất là bố mẹ của Minh Chuyên, ban đầu thấy Minh Chuyên là gần như là bỏ công việc, bỏ bê công việc và cũng rất là buồn. Mới biết là đã phải mất rất nhiều nước mắt, sự cố gắng, nỗ lực như thế nào. Nhưng mà bỗng dưng bỏ bê như vậy, Minh Chuyên cũng có giải thích rất là nhiều rằng bây giờ con có con rồi, có chồng rồi. Con phải có sự lựa chọn và con không thấy hối hận một chút nào cả. Mặc dù sẽ có nhiều bỡ ngỡ, sẽ có những nhiều nỗi buồn đến với mình bởi vì mình bắt đầu sang một trang mới, một bước ngoặt mới. Nhưng mà làm tốt hiện tại thì tương lai sẽ ổn. Là chúng ta cùng tin vào cái tương lai và một phải cái có năm niềm mới. Tin. Vâng. Một cái năm mới sắp đến và chúng ta tin vào tất cả những cái điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn Minh Chuyên vì đã đến với Lời Tự Sự. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều vì đã theo dõi chương trình Lời Tự Sự ngày hôm nay với những bộc bạch chia sẻ rất là chân thành. Và đặc biệt hơn là chúng ta cùng ôn lại những cái ký ức rất là đẹp với âm nhạc của cố nhạc sĩ tài hoa Phú Quang. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ cho những người nghệ sĩ, ủng hộ cho những người thực hiện chương trình chúng tôi để mang những câu chuyện chân thật nhất gửi đến quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại những chương trình lần sau.